chủ hoàn cầu ở trong cái cộng đồng tự phát này hết á. Tất cả mọi người là tự phát mà nói lên thì cứ tự phát mà nghe. Cái gì đúng thì hãng nói, còn cái gì mà mình cảm thấy chưa đúng thì đừng vội nói người khác. Tại vì cái cá nhân của người ta là mình không có nên nói sâu. Rồi. Chào em. Em chào chị, em chào chị Hiếu, em chào cho anh chị em nhé. Chị đang nói về anh Lệ Minh ạ. À, thì chị cũng có mấy tin nhắn anh chị em có gửi đến cho chị và nói là tại sao chị lại đi bênh vực anh Lợi Minh, thì chị cũng muốn là nói để mọi người hiểu là như vậy thôi. Thì em có gì thì xin mời em chia sẻ. Cái quan trọng ở đây thì em muốn chia sẻ với chị Hiếu cũng như là những anh chị em trên diễn đàn về cái việc của anh Lợi Minh á, thì em cũng đã nói rồi, nhưng mà thực sự ra chúng ta nên rõ ràng trong cái vấn đề mà mình có một cái cách nhìn nhận. Tại vì nếu mà mình nói giữa cái xích mích, giữa cái lùm xùm giữa anh Lợi Minh vào một cái nhóm nào đó thì nó là cái riêng, nhưng mà mình hãy nhìn cái chung là ảnh đối với quê hương đất nước, và ảnh chưa bao giờ ảnh xúc phạm Bác Hồ, ảnh cũng chưa bao giờ ảnh nói xấu đảng, và ảnh luôn tin vào cái chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái đó là cái điều mà chúng ta quan sát và chúng ta nhận thấy rất là rõ. Nên bây giờ cái việc mà bây giờ mà em nói chị Hiếu nghe này, thật sự ra em để ý là tại vì khi mà có cái sự tương tác qua lại thì cái người mà người ta không cố tình để người ta chụp mũ, người ta sẽ lơ đi, người ta không để ý. Nhưng mà cái người mà cố tình á thì cứ muốn tương tác qua lại mà thấy cái gì mà người ta nói không được thì lại chụp cái đó để mà kết tội người ta. Phải không ạ? Thì lúc nào anh Lợi Minh cũng là cái người bị kết tội, trong khi ổng cũng bị người ta chửi mà. Chị thấy không? Ví dụ như mà em cũng khuyên anh Lợi Minh một điều như thế này, tại vì á em nói thẳng luôn là đôi khi trong cái lời nói của anh, nó đôi khi là anh hơi bị bức xúc và nó có một cái gì đó nó không có được khéo, nên đâm ra anh cứ bị người ta đưa vô một cái giống như là một cái việc đó mà anh bị mắc tội vậy đấy. Nên nó sau này khi mà anh chia sẻ với ai, hay anh nói, anh tranh luận với ai bất cứ một cái điều gì, thì anh nên kiểm soát lại cái lời nói của mình một chút xíu nữa. Và nếu cái người đó anh cảm giác anh thấy anh nói được thì anh hãy nói, còn nếu mà anh cảm thấy anh nói không được thì thôi, người ta nói cái gì để người ta nói đi, anh đừng có bận tâm. Chứ nói tới nói lui, nói tới nói lui rồi cuối cùng toàn là mình là cái người bị quy chụp, là cái người là toàn là sai thôi. Mà trong khi đó chị Hiếu thấy là đâu phải là ảnh không bị chửi đâu, ảnh bị chửi rất là nhiều luôn đấy. Nhưng mà ảnh không có quyền nói người ta, nhưng mà người ta lại có quyền nói ảnh. Nó nên cái việc đó mình cũng khuyên mọi người á, như chị Hiếu Ngọc nói á, những cái tiếng nói như chị Lisa Vũ, chị Lisa Nguyễn, anh Lợi Minh, chú Tư Tân Bình hoặc là chú Cầm á, là những cái tiếng nói mà mình cảm thấy rất là có giá trị ở ngoài hải ngoại. Phải không ạ? Đúng rồi. Đó là những cái người mà mình cảm giác họ rất là cái lời nói của họ nó rất là có giá trị so với những cái người ở trong nước của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta cứ trù dập, chúng ta mà cứ kết tội như họ như vậy, thì những cái người khác đôi khi á họ cảm giác là họ họ sẽ nản. Giống như là em đã thấy chú Cầm, ông cũng lên ông mạng ông than buồn rồi. Ông lên đây, sao tôi thấy tôi chán quá bây ơi, là ông thấy anh Lợi Minh như vậy là ông cũng nản, chị hiểu không? Tại vì thật sự ra người ta lên người ta nói, người ta đâu có được cái gì đâu chị. Có những cái kẻ mà nó cố tình thì nó vì cái vụ lợi, nó vì cái mục đích thì nó lại được. Còn những cái người kia rõ ràng giống như chị em chúng ta này, không hội nhóm, không bè phái, cũng không có vì mục đích, không có vì bất cứ một lý do gì hết. Ngay cả một ly trà đá cũng không có mà uống luôn. Đâu có ai cho mình cái gì đâu chị. Thì em thấy là những cái người mà ở hải ngoại, chị Lisa Vũ rồi chị cũng nói đó, đâu có ai trả cho người ta được đồng nào đâu. Mà hô hết cái người này chụp mũ, hết người kia chụp mũ, mà toàn là em thấy toàn là người ta lên tiếng những cái điều đúng đắn, những cái điều mà giống như là người ta nói những cái sự việc mà em thấy là mình rất là ngưỡng mộ. Tại vì họ ở hải ngoại mà họ còn được lên tiếng như vậy, trong khi mình ở đây mình không ủng hộ người ta, mình cứ suốt ngày mình cứ quy chụp, mình cứ kết tội rồi mình cứ chửi rủa người ta.
Cái điều đó là em không có chấp nhận. bây giờ chị mới nói ở đây như này nhá, mọi người đừng nghĩ rằng tôi là người yêu nước, tôi phải làm thế này theo ý ý của tôi là đúng, đúng không? Ở đây yêu nước không có nghĩa là làm xấu đi cái danh dự của người khác mà là yêu nước. Đó, tức là mình không phải là khi có những cái việc mà không cần thiết thì không nên đưa lên mạng, cộng đồng mạng. Tại vì trên cái cộng đồng mạng này á, không phải là một nước Việt Nam xem mà có rất nhiều nước trên thế giới họ xem. Thì trong đó là có cộng đồng người Việt hải ngoại. Bởi vậy cho nên á, là cái gì cần đưa thì mình đưa, còn cái gì không cần thiết á, mà nó cảm thấy quá nhỏ nhặt như cái miếng ăn hay là những cái chuyện mà đôi co đôi chối ở trên này thì mình nói chung là không có nên đưa lên. Đối với chị quan điểm là rõ ràng như vậy. Còn nếu cảm thấy anh chị em đã tốt với nhau, đã thương nhau, mến nhau, quý nhau, cho nhau ăn, gặp nhau, nói chuyện với nhau thì thôi, thì cái đó mình nên trân trọng. Đó. Mình yêu thương nhau còn chưa đủ, tại sao cứ phải là nay người này trách người kia, mai người này bôi móc cái xấu của người kia đem ra ngoài mạng cộng đồng phơi phơi ra. Đó. Có được gì không? Thử hỏi sau những cái việc mà như vậy thì cái người mà người ta bị bơi á thì người ta buồn không bao nhiêu, nhưng mà cái người mà bơi người ta ra á thì cái người đó sẽ bị cả một cái cộng đồng mạng người ta đánh giá. Chị nói với em là cái người bị nói chưa chắc là người ta đã bị mất danh dự, mà cái người nói ra mới là mất danh dự. Tại vì Đúng rồi mình chị, nói trên đúng cái rồi. miệng của mình mà, mình nói ra là mình mất đi, chứ không bao giờ còn tồn tại được đâu. Cho nên là đối với chị thì cái vấn đề của anh Lợi Minh thì trong đầu chương trình á, thì mình chỉ nói tham gia góp ý với mọi người như vậy thôi, còn ai không đồng tình, ai không nhất trí, ai không ủng hộ thì tùy, cái đó tùy. Em nói. Khi mà có một cái sự việc gì đó diễn ra giống như trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày thì mọi người cũng biết á, khi mà chúng ta có một cái mâu thuẫn gì đó diễn ra mà nó có sự tương tác giữa hai người thì mình thấy người nào họ cũng sai hết á, chứ một người nói mà một người im lặng á thì cái người im lặng lúc nào người ta cũng đúng, còn mình nếu mình trả lời lại và mình trả lời trong cái sự mà không có kiểm soát được lời nói của mình, đôi khi em biết là anh Lợi Minh anh cũng bức thật sự với chị á, là ảnh bức xúc, ảnh bức xúc giống như là một cái gì đó mà dồn nén trong đó rồi ảnh mới thốt ra những cái điều mà mình thấy ảnh thật sự cũng cũng không phải là đúng. Nhưng mà cái đó là hạnh phúc nói rồi, cái đó là cái việc cá nhân, cái việc là cái việc cá nhân, cái việc mà đấu tố cá nhân với nhau, nên chúng ta nên rõ ràng về cái việc đó. Còn bây giờ ảnh là ca ngợi Đảng, ảnh kính trọng Bác Hồ và ảnh nói chung là ảnh luôn là tôn trọng cái chủ trương của nhà nước mình, thì cái việc đó là cái việc rõ ràng chúng ta thấy, nên chúng ta đừng có gom chung lại và chúng ta là xuyên tạc và nói ảnh là thế này thế nọ. Đôi khi trong cái sự mà bốc đồng á, đôi khi mà chúng ta bị một cái gì đó chúng ta cũng vẫn có người làm sai vậy, nhiều khi mình nóng quá mà phải không, thì tại sao đôi khi bản thân của chúng ta cũng như vậy, thì tại sao chúng ta không cho người ta cái quyền là bị như vậy để mà người ta phản ứng. Cứ hả nói ra cái gì là mình thấy là các bạn cứ chụp cho anh Lợi Minh là nói ảnh thế này thế nọ. Mà trong khi đó mình coi là những cái clip là những cái người kia cũng chửi ảnh quá trời luôn, cũng xúc phạm ảnh rất là nặng nề, thậm chí là em thấy là cắt ghép hình ảnh của ảnh rồi dán lên ngực của người này người kia đó để mà giống như là mình tự sướng, mà mình thì mình cho mình có quyền như vậy được, trong khi đó người ta phản ứng thì lại chụp mũ người ta. Phải không, mà hạnh phúc nói như vậy đúng không ạ? Nói chung á là hạnh phúc cũng không có bảo vệ, không có bênh vực, ảnh là trong cái vấn đề là tương tác, cái cách mà nói qua nói lại, tại vì thấy cái đó là ai cũng không đúng hết. Tuy nhiên cái đó là cái nhìn nhận về cái cá nhân, về cái sự việc riêng giữa ảnh và cái phe nhóm, cái hội nhóm nào đó. Nhưng mà mình hãy nhìn về cái chung là ảnh đang đứng ở Mỹ, một cái nơi mà về nói chung là một bầy lang sói, nhưng mà ảnh lên tiếng, ảnh bảo vệ đất nước, ảnh ca ngợi Bác Hồ và ảnh yêu Đảng, và mình thấy những cái đó là những cái việc mà chúng ta cần nghĩ tích cực một chút xíu, chứ đừng có vì những cái việc mà lầm lỗi nhỏ nhặt của người ta rồi chúng ta quy chụp, chúng ta kết tội cho ảnh là một cái người này người kia, thì mình thấy là nó không có hay mọi người ạ. Chúng ta rất cần những cái người như anh Lợi Minh, chị Lisa Vũ hoặc là chị Lisa Nguyễn, chú Cầm, chú Tư Tân Bình,
những cái người mà kiều bào ở hải ngoại á, tại vì cái tiếng nói của họ nó có rất là có giá trị, phải không ạ? Tại vì họ trực mấy cái tin nhắn của một số anh chị em trong nước có nhắn rằng là Hiếu Ngọc đang bảo vệ cho anh trai là Lợi Minh, thì như vậy là mọi người có vẻ khó chịu. Nhưng mà ở đây á thì thực sự Hiếu Ngọc chưa bao giờ hội nhóm với bất cứ một ai, và thực sự là Hiếu Ngọc cũng chưa gặp anh Lợi Minh bao giờ. Không biết anh Lợi Minh anh ấy béo hay anh gầy hay là anh ấy như thế nào, thật sự là chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ biết anh ấy như thế nào. Nhưng mà qua cái cộng đồng mạng này thì Hiếu Ngọc chỉ muốn bảo vệ những cái tiếng nói từ bên hải ngoại. Bởi vì sao? Khi người ta ở giữa một cái cộng đồng người Việt hải ngoại rất là đông, tới mấy triệu người, mà dám cất lên cái tiếng nói, dám nói chung là sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm, điều đó mình biết. Tại vì khi ở bên đó là họ đông, còn mình thì có một mình, thì họ hại mình, họ hại đằng sau lúc nào mình không biết. Dạ anh ấy béo hả? Thì mình không biết, bởi vậy nên là rất là dũng cảm, các anh chị ở hải ngoại rất là dũng cảm mới dám nói lên tiếng nói của mình. Đó, thì mọi người á ở trong nước á thì nói chung á là đừng vì một chút hiểu lầm nào đó để mà mất đi cái sự đoàn kết. Người ta bảo là người ta nói là cái gì gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau á, cả nhà có nhớ cái câu đấy không thì xin mời chia sẻ. Thì Hiếu Ngọc nghĩ là những cái vấn đề nó nhỏ nhặt chúng ta cũng không nên. Ngày xưa tại sao mà cái thời điểm mình không phải nói gì nhiều, nhưng mà cái thời điểm mà bác và đảng và nhà nước cái thời lúc mà còn chiến tranh á, thì khi mà tất cả mọi cái việc mọi cái vấn đề nó còn khó giải quyết hơn bây giờ rất là nhiều. Nhưng mà tại sao cái cách giải quyết của bác rồi của đảng và nhà nước nó rất là khác. Ai muốn lên thì xin gửi yêu cầu Hiếu Ngọc mời lên. Thì tại sao chúng ta không học hỏi những cái đó? Cái gì chúng ta muốn nói thì chúng ta nên chia sẻ, hoặc chúng ta gọi điện cho nhau chúng ta nói, đừng có đưa lên đây. Hiếu Ngọc chỉ muốn như vậy thôi. Ai muốn nghĩ như thế nào đấy là quyền tự do của mỗi người.